Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhamma de sanaya janagatha. Brahma chalo kathipati sahambati katanchali antiwarang ayam chatha santi tasak tapara chakha chatika deise tu thammang anukambimang bachang sak thamma ferin guinayan chakayan suttan chabantham apitham bacamang ako tayanto chatusak chadandang babbo tadeye parisa yamatche. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Và con kính cung thỉnh bàn tay của sư. Dạ sa thú, con đã thấy bàn tay của sư ạ. Dạ con kính dâng mít lại cho sư. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Cảm ơn. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Thành Tâm Đại Đức Pháp Trang. Đại Đức Pháp Trang nay không có vào trong này hả, ở ngoài Bình Định hả, mà Đại Đức Pháp Trang vào chùa Đức ghé chùa ăn cơm không mờ được gì hết, khó quá, khó mờ quá. Dạ kính thưa quý vị, cái lớp học mình sinh hoạt như lúc 9:30 hả, 9:30 đến khoảng mấy giờ chúng tôi quên hoài, quên cái thời gian, tại vì do thời gian bị đổi đó quý vị, thời gian bị đổi. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục chúng ta học về thập nhị nhân duyên. Thì cái phần sau này chúng ta học là coi như là học về tổng lược giáo lý. Tổng lược giáo lý thì ở trong cái phần tổng lược giáo lý này đó, dạ chín giờ, cảm ơn Thượng Tọa, 9:00 tới 10:30, dạ cảm ơn nha. Dạ. Bây giờ thì những cái phần chi tiết của thập nhị nhân duyên chúng ta đã học qua rồi, thí dụ như là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục xúc, lục thọ, lục ái, tứ thủ rồi đó, chúng ta đã học rồi. Bây giờ thì chúng ta gom lại, chúng ta gom lại thành ra giống như là tổng lược. Tổng lược thì ở trong tổng lược đó chúng ta sẽ học về ba thờ, rồi hoặc là thí dụ như là ba thờ, rồi đến chúng ta học về 12 chi ở trong lý duyên sinh, rồi chúng ta học 12 khía cạnh, rồi chúng ta học về ba hệ trục, rồi bốn yếu đo, ba luân hồi, vân vân. Chúng ta sẽ học lại, thì chúng ta học lại cái này để chi, để giống như là chúng ta ôn lại, chúng ta theo cái cách nào cũng được. Chúng ta phân chia ra ở trong phần thập nhị nhân duyên này, chúng ta phân chia ra cái cách nào cũng được, để nhằm đến chi, để làm cho chúng ta làm cái sự học này nè, cái sự học này của chúng ta đó quý vị, nó sẽ làm cho rơi rụng tà kiến dần dần, nó rơi rụng tà kiến dần dần. Chúng tôi nói thì quý vị đừng có buồn, nhiều khi người ta nói rằng tại sao mà nói chúng con là vô minh hay là tà kiến đồ này kia, chứ thật sự ra đó là nếu mà chúng ta chỉ cần lơ là tí xíu thôi, chúng ta lơ là tí xíu thôi,
chúng ta có cái chuyện gì đó chúng ta hoảng hốt, hoặc là chúng ta có cái chuyện gì đó là chúng ta vui mừng quá, thì coi như là chúng ta bị rơi vào cái sự chấp thủ. Thí dụ như bây giờ bình thường quý vị học pháp thì quý vị sẽ cảm thấy mình có mặt ở đây là do nhân quả ở quá khứ rồi kia, thì quý vị đang học pháp, quý vị có cái tâm nó bình tĩnh, thì quý vị biết rằng là do nhân quả nó hình thành đời sống này của mình. Nhưng mà thử mà bây giờ quý vị có một cái, quý vị sau khi quý vị học rồi, cái quý vị đi kiểm tra tổng quát, kiểm tra tổng quát, đi bác sĩ kiểm tra tổng quát đi, quý vị thấy rằng mình là coi như là không có bị bệnh gì hết, không có bị một cái chứng bệnh gì trong người hết. Rồi mình nhìn lại cái cuộc đời của mình, mình thấy mình có một cái sức khỏe như vậy, mình có một cái sức khỏe như vậy, rồi mình có một cái tài sản như vậy, rồi mình có cái công việc như ổn định như vậy, rồi mình có một cái đời sống, một cái gia đình như vậy, thì tự nhiên mình nghĩ cũng như là mình có cái cuộc sống nó thường hằng, một cái cuộc sống mình chắc nó vững bền, nó vững chắc. Chứ thật sự ra đó quý vị thấy rằng là coi như là mình sẽ vướng vào cái đó, mình vướng vào cái thường kiến liền. Mình sẽ vướng vào thường kiến liền. Thành ra đó, nhờ cái sự học giáo lý thập nhị nhân duyên này sẽ làm cho quý vị sẽ thấy không có cái gì mà trường cũ hết, không có cái gì mà trường tồn hết. Đó. Rồi nếu mà những cái người nào mà người ta có cái đời sống nó khắc khổ quá, gặp nhiều cái hoàn cảnh nhiều cái hoàn cảnh đau thương quá, thì người ta rơi vào ở trong những cái đoạn kiến, thí dụ như là cái định mệnh nó có sẵn đồ này kia, thì chính nhờ chúng ta học về thập nhị nhân duyên này mà chúng ta sẽ làm rơ rụng những cái đó dần dần. Nếu mà chúng ta mà có hạnh phúc quá, chúng ta cũng không có nghĩ là trường tồn. Mà chúng ta có đau khổ quá thì chúng ta cũng không có nghĩ là trường tồn, hoặc là chúng ta không có cái sự thất vọng, cái sự não nề trong cái đau khổ mà mình đang gánh chịu ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ trước khi mà đi vào ở trong ba thờ, ở trong giáo lý duyên sinh, thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadayami sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang nammami lokassana thang varamuttamahang buddhang cha dhammang cha bannamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng. Và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, nói về thời, thời ở trong cái nguyên lý hay là cái giáo lý duyên sinh này, thật sự ra đó, thì ở trên cái bản thể chân đế, cái vấn đề thời gian thì không có đề cập đến, không có đề cập đến quý vị. Nhưng mà quý vị biết rằng là do bởi cái thời gian nó chỉ là một cái ý niệm, một cái ý niệm chế định giả lập thôi. Do đó mà cái danh từ Atha, Atha là thời, thì được dùng ở trong cái giáo lý duyên sinh này chỉ có nghĩa là để định danh, để định danh một cách chính xác về các pháp. Thí dụ như là những gì đã sanh, đã diệt, đã qua mất thì gọi là cái pháp quá khứ. Thí dụ như là vô minh và hành thì được kể vào ở trong cái thời quá khứ. Cái này đó nói ra để chi quý vị? Kể ra để chúng ta biết mà chúng ta phân định thôi, chúng ta phân định thôi. Cũng như ở trong 12 cái mắt xích, bây giờ mình coi cái 12 cái mắt xích này, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, rồi xúc, rồi thọ, rồi ái, rồi thủ, rồi hữu, rồi sanh, rồi lão, rồi tử. Bây giờ mình coi mình thấy 12 cái mắt xích này. Bây giờ mà chúng ta muốn ngồi chúng ta phân ra
À, chúng ta ngồi chúng ta phân ra cái nào mà nó thuộc về quá khứ, à, cái nào mà nó có trước, đó thì lúc bấy giờ đó, chúng ta sẽ tìm ra, à, chúng ta biết rằng là cái ở quá khứ đó, là cái gì mà nó đã diễn ra rồi, nó đã xảy ra rồi. Chúng tôi nghĩ rằng ở đây ai cũng biết cái chữ quá khứ rồi, à, những gì mà nó đã trải, nó đã diễn ra, nó đã xảy ra rồi thì gọi là quá khứ. Vậy thì cái thời quá khứ mà ở trong 12 cái mắt xích này nè, thì chúng ta sẽ tìm, chúng ta sẽ tìm coi là cái nào nó thuộc về cái pháp quá khứ. Vô minh và hành thì được kể vào cái thời quá khứ, à, vô minh và hành được kể vào cái thời quá khứ. Có quý vị nào đó, à, có rảnh tay thì quý vị ghi giùm chúng tôi, à, để cho mấy cái người mà người ta bị chi phối gì đó thì người ta sẽ nhìn, người ta thấy được. Đó, vô minh và hành được kể vào thời quá khứ. Rồi, vậy thì chúng ta nhìn ở trong cái 12 cái mắt xích này, thập nhị nhân duyên này, bây giờ chúng ta thấy rằng là vô minh và hành thì mà mình đã kể ở trong thời quá khứ rồi. Vậy thì mình tìm cái thời vị lai nữa đi, thời lai cho nó nhanh. Đó, thì cái thời vị lai có nghĩa là cái chi pháp nào? Sanh, lão, tử. Sanh, lão, tử được kể vào cái thời vị lai. Sanh, lão, tử được kể vào cái thời vị lai. Vậy thì chúng ta còn lại cái gì quý vị? Cái thời hiện tại. Chúng ta còn lại cái thời hiện tại. Vậy thì cái thời hiện tại này á, là cái gì? Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, nghiệp hữu. Nghiệp hữu. Đó. Đó thì chúng ta thấy rằng á, rồi khi mà chúng ta, tại sao mà chúng tôi nói mà học tới cái nào là nó làm rơi rụng tà kiến của chúng ta tới cái đó. Đó, thì quý vị thấy rằng á, khi mà mình phân ra như vậy đó, mình phân ra như vậy đó, rồi mình ngồi mình kiểm chứng lại, mình kiểm chứng lại, mình có mặt ở đây, mình có mặt ở đây, là có nghĩa là bây giờ thức nè, thức là cái sự biết của mình, cái quả thức đó, rồi danh sắc nè. Danh sắc, danh pháp và sắc pháp nè, mà chúng ta ưa gọi là đàn ông hay đàn bà, hay là chúng ta kêu cái tên mình nè, chúng ta kêu cái tên mình nè. Đó, thì những cái này đó, nó phải do vô minh và những cái hành động không? Do vô minh và những cái hành động ở trong quá khứ không? Có nghĩa là những gì mà nó đã diễn qua, những nó đã xảy ra rồi, nó đã xảy ra rồi, đó thì nó hình thành cái cuộc sống, cái cuộc đời mình ở đây. Đó, rồi vậy thì mình chỉ cần nhìn vô như vậy đó, quý vị chỉ cần nhìn vào như vậy, quý vị sẽ hiểu được là mình có mặt ở trên cái cuộc đời này đó là do vô minh, rồi do những cái hành động ở trong quá khứ, mà bây giờ mình có cái danh sắc này, cái sắc pháp này, cái con người này nè, nó đẹp hay là nó xấu. Hoặc là lục nhập của mình, nhãn nhập, nhĩ nhập rồi đó, có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi đồ, rồi cái cảm xúc, cái cảm thọ, rồi cái ái, cái thủ, cái hữu, cái hiện tại, đó là nó là cái hiện tại này, mà ở trong cái, tại sao mà mình phân ra ở trong cái thờ vị lai đó mà chỉ có sanh lão tử, chỉ có được kể nhiêu đó thôi vị. Tại vì á, mình thấy rằng á, ở trong cái người nào đó mà có mặt ở trên cái cuộc đời này á, là coi như là đều có già có chết hết, đều có già có chết hết. Thành ra đó, ở trong cái điều này đó, là chúng ta thấy rằng là mình kể ra để chi? Để mà mình thấy rằng á, là coi như là mình đang ở trong giai đoạn nào, chúng ta đang ở trong giai đoạn nào quý vị? Đó, mình ở trong giai đoạn nào quý vị? Mình đang ở trong cái giai đoạn mà thờ hiện tại,
và vị lai. Đó, bây giờ thật ra đó thì ở đây chỉ phân ra cho mình biết là cái chi pháp thôi, chứ nếu mà những cái vấn đề này đó mà mình suy nghĩ lại hoặc là mình ngồi mình quán xét lại đó, thì coi như là cái sự già, cái sự chết nó đang đến, nó đang hiện hữu với mình dần dần. Đối với những cái vấn đề mà sanh lão tử đó, thật sự ra thì những cái pháp này á, là những cái pháp mà chúng ta thấy rõ nhất, thấy những cái pháp này là những cái pháp mà chúng ta thấy rõ nhất. Mà ở trong cái phần mà chúng ta phân ra thời quá khứ, thời hiện tại, thời vị lai, để cho chúng ta hiểu, chúng ta hiểu được có những cái hành động ở trong quá khứ, rồi nó có cái kết quả ở hiện tại, rồi hiện tại nó cho mình cái sự sống như vậy, rồi nó dần dần nó đi đến cái sự kết thúc thôi. Già và bệnh nó sẽ đi đến cái sự kết thúc. Thành ra đó, để cho mà nó những cái vấn đề này nó được dung thông, hoặc là để mà chúng ta có cái có cái ý thức về cái dòng thập nhị nhân duyên này đó, thì chúng ta thấy rằng mình ngồi mình quán xét, nếu mà ai đó mà quán xét được những cái tính chất, những cái tập khí sanh tử trong cái các cái nghiệp thiện hoặc là nghiệp ác của mình á, thì mình sẽ thấy ra được là mình có mặt ở nơi đây là do nghiệp, do những cái hành động của mình đã tạo ra. Ví dụ như là quý vị thấy rằng á, có một số người do họ không có quán triệt được những cái tính chất, những cái tập khí sanh tử của họ trong các cái nghiệp thiện hoặc là nghiệp ác, nên những cái chúng sanh đó đó mới thực hiện những cái việc tốt, việc xấu đó để cứ tiếp tục mà có mặt ở trên cuộc đời này. Đó, còn mình á, thì nếu mà mình có học, nếu mà mình có học được cái dòng thập nhị nhân duyên này rồi, cái giáo lý này rồi đó, thì quý vị thấy rằng á, là mình cũng còn tạo những cái nghiệp, nhưng mà mình sẽ tạo những cái nghiệp thiện, quý vị, tạo những cái nghiệp thiện. Đối với những cái chúng sanh mà quý vị biết rằng là người ta là do vô minh nó dẫn dắt, thì người ta có thể là người ta tạo ác nghiệp để mà rơi vào khổ cảnh. Còn khi mà mình mà có cái mình có được một chút hiểu biết rồi đó, mình có một được một chút cái sự học pháp rồi, thì chúng ta bị tham nó dẫn dắt, tham nó dẫn dắt quý vị, tham nó dẫn dắt chúng ta ở đâu, dẫn dắt chúng ta muốn mình muốn được sanh lại làm người, sanh làm chư thiên để mà mình tiếp tục, để mà mình tạo phước đó. Thành ra cái sự học của mình á, ít nhiều gì á, nó cũng là cái điều lợi ích á, nó cũng có lợi ích cho chúng ta ở trong cái khía cạnh này hoặc là ở trong cái khía cạnh kia. Quý vị biết rằng á, từ những cái nghiệp mà chúng ta đã quân tập, chúng ta đã quân tập nhiều đời nhiều kiếp rồi đó, thành ra đó chúng ta mới có cái sự hiện hữu này, chúng ta mới có sự hiện hữu. Quý vị biết rằng là coi như là nếu mà nói theo cái danh từ mà ở trong cái giáo lý thập nhị nhân duyên này á, thì do các cái nghiệp mà chúng ta đã quân tập, thành ra chúng ta mới có mặt đầy đủ. Thành ra ở trong đây mới gọi là gọi theo cái thuật ngữ chuyên môn á, là thức, danh sắc, lục nhập, rồi xúc, rồi thọ, rồi ái, rồi thủ, rồi nghiệp hữu. Đó, thành ra còn nhưng mà chúng ta biết rằng là coi như là chúng ta đã trải qua cái này nó nhiều lắm, nó nhiều lắm, có nghĩa là những cái hóa thân của chúng ta, chúng ta đã trải qua ở trong quá khứ. Quý vị thấy rằng ở trong những cái bài kinh khác, Đức Phật nói này các tỳ khưu, ta như là các ngươi do chưa có quán triệt
được cái giáo lý thật nhị nhân duyên này, nên đã trải qua rất là nhiều cái quá thân. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là do không có duyên thông được cái giáo lý thập nhị nhân duyên này mà chúng ta đã lan trôi ở trong cái dòng sanh tử luân hồi. Có khi chúng ta là người nam, có khi chúng ta là người nữ, có khi chúng ta làm quan, có khi chúng ta làm nô tỳ, chúng ta nói chung là chúng ta làm đủ thứ hết, làm đủ thứ hết, là nó cũng do cái gì quý vị? Nó cũng do cái dòng thập nhị nhân duyên này thôi đó. Vậy thì khi mà khi mà mình nói thật ra đó, thì khi mình nói về thập nhị nhân duyên á, thì mình đem lên cái con người của mình, mình đem lên cái con người của mình, giờ mình phân ra đi thì nó không có cái gì là tên của mình ở trên đó hết đó. Những gì mà chúng ta nhận thức được hoặc là những cái gì mà chúng ta ham thích được thì nó cũng là ái là thủ ở trong đó, là ái là thủ ở trong đó. Nhưng mà chúng ta phải học hoặc là chúng ta phải tu tập để chi? Để mà mình có cái danh pháp nó tốt hơn quý vị, mình có cái pháp nó tốt hơn, mình có những cái cảm thọ nó tốt hơn. Có nhiều người khi mà người ta học á, người ta khi mà phân tích ra đem cái con người mình lên ở trong cái dòng thập nhị nhân duyên này đó, thì mình thấy rằng là không có cái gì là của mình ở trên đó hết. Những cái gì mà mình thấy hàng ngày, mình tiếp xúc hàng ngày, nó cũng như là cái sự mà lục xúc với lục thọ, lục ái đồ đó. Thành ra người ta nói rằng là ôi vậy thì đâu có mình ở trong đó đâu, vậy mình cần chi phải tu tập, mình phải cần chi phải tu tập. Thì cái điều này nó sai lầm quý vị, nó sai lầm. Nếu mà chúng ta không có tu tập á, thì chúng ta tạo những cái ác nghiệp. Mà hãy mà chúng ta tạo những cái ác nghiệp á, thì làm gì mà chúng ta có những cái cảm thọ lạc, những cái cảm thọ lạc. Quý vị ngồi á, quý vị nghĩ đi, bây giờ mà cho mình ngồi ở một cái chỗ nào đó, một cái chỗ nào mà nó thấp, mà nó nóng, rồi nó đủ thứ tiếng ồn, đủ thứ tiếng cãi, rồi xung quanh nó có những cái mùi hôi, mùi thối vân vân đó. Quý vị cũng quý vị hình dung đi, ngày xưa mình ở cách đây mà cách đây mà 20-30 năm đó, quý vị thấy không, khi mà mình sống mình phải chịu đựng những cái mùi hôi của rác đồ này kia, rồi khi mà trời nắng lên đó, thì quý vị thấy rằng những cái cảm giác đó đó, làm sao mà mình đi học đạo được quý vị, làm sao mình đi học đạo được. Thành ra mình phải có cái sự tu tập. Chứ ở đây chúng tôi muốn nói cái trường hợp này là như thế nào. Tại vì có những người, người ta nói rằng là coi như là phân ra là coi như là đối với cái đời sống của mình nó chỉ là vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập. Người ta nói rằng nếu mà chỉ có những cái đó không thì mình tu tập chi? Mình tu tập, mình tu tập để mình có những cái cảm thọ nó tốt hơn. Nếu mà có hình thành cái danh sắc nữa thì cái danh sắc nó sẽ tốt hơn. Có hình thành những cái cảm thọ hoặc là những cái cảm xúc thì những cái cảm thọ, cảm xúc đó nó sẽ tốt hơn đó. Thành ra đó, khi mà chúng ta học như vậy đó, thì chúng ta mới biết rồi những cái nghiệp này đó nó gây dựng, những cái nghiệp hữu á, nó gây dựng, nó đã được gây dựng rồi, sinh hữu hay là cái kiếp tái sinh mình á, nó hẳn nhiên là nó sẽ được tái tạo. Hoặc là ở như hồi nãy chúng tôi nói, cái sự tạo tác ở đây á, hoặc là ở cái tình trạng nó tốt đẹp hoặc là cái tình trạng nó không tốt đẹp, phải nói rằng là giống như là siêu đỏ đó, cái quá thân siêu đỏ của mình đó, có nghĩa là chúng ta có những cái hành động, những cái nghiệp hữu mà nó tốt thì nó đời sau chúng ta ở trong cái tình trạng tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta có những cái nghiệp hữu mà nó không có tốt thì đời sau chúng ta ở trong, sống trong cái tình trạng mà nó không có tốt đẹp đó. Thì quý vị thấy rằng rồi sao nữa, rồi dù cho có tốt có đẹp gì đó, có tốt đẹp hoặc là không có tốt đẹp, thì
đến cái gì? Đến lão và tử thôi. À, đến lão và tử thôi là có nghĩa là cái sự cằn cỗi, à, cái sự cằn cỗi của sắc pháp. Đó, cũng như quý vị thấy rằng chúng tôi cũng nhắc hoài, nhắc hoài cái điều này. Đó, quý vị thấy rằng á, mình mà quán về cái sự già đó, nó cũng làm cho mình nhàm chán với cái kiếp sống này lắm quý vị. Có những người thì người ta nghĩ đến cái sự già đó, người ta sợ, người ta nghĩ đến cái sự già, người ta sợ. Chứ thật sự ra đó, mình á, ở trong Phật Pháp của mình á, quý vị thấy rằng á, khi mà mình suy nghĩ đến già và chết là hai cái thảm trạng của kiếp sống. Hai cái thảm trạng này chúng ta thoát không khỏi. Đó, thành ra đó, chúng ta quán xét về ở trong Phật giáo mà chúng ta tu tập, mà chúng ta quán xét về cái điều này để chi quý vị? Để cho chúng ta đừng có dính mắc với cuộc sống này quá, dính mắc với cái cuộc đời này quá. Để chi? Để chúng ta tinh tấn, chúng ta tạo những cái thiện pháp. Có những người nó nói rằng tối ngày nhắc già chết hoài, là nhắc ba cái chuyện xui xẻo. Xui đâu mà xui quý vị, xui đâu mà xui. Và là cái chuyện đó nó đang đến với mình trong từng sát na luôn, từng giây từng phút luôn. Đó, rồi cái sự chết đó, quý vị thấy không? Cái sự chết của mình đó, là thật sự ra đó, quý vị biết bây giờ đó, càng tu tập, càng đi ở trong những cái, chúng tôi càng đi tụng kinh cho những người ở trong bệnh viện, càng đi tụng kinh cho những người chết, thì chúng tôi mới thấy rằng là cái Đức Phật dạy cho mình cái sự mà niệm về cái sự chết là phải nói rằng rất là hay. Hình như ở chỉ có ở trong cái giáo pháp của Đức Phật Gautama mới có cái phương pháp mà dạy cho chúng ta niệm cái sự chết. Một cái con người mà thường niệm về cái sự chết, cái sự chết là sẽ chắc chắn đến với chúng ta, đến với ta. Đó, rồi cái sự chết đó, nó diễn ra có thể là chúng ta chết ở ngoài đường, hoặc là chết ở trong nhà, hoặc là chết ở sau hè, nói chung hoặc là chết ở trên bờ, hoặc là chết ở dưới nước, thì chắc chắn cái sự chết nó diễn ra chúng ta. Đó, thì quý vị thấy rằng đó, một người mà tu tập, mà thường nhắc nhở, thường quán xét về cái sự chết này đó, quý vị sẽ từ từ quý vị sẽ nhả ra, bớt ra được cái sự hoảng sợ. Hoảng sợ mà bây giờ mà quý vị mà đi ngược lại là coi như là lúc đó là quý vị hoảng hốt liền. Đó, bây giờ mà nếu mà thí dụ như chúng tôi dụ ngọt nó bạn không chết đâu, bạn sẽ sống sống đời, bạn sẽ sống được 20-30 năm nữa, vân vân. Thì nếu mà cái chuyện đó, mà cái sự nguy hiểm đó nó xảy đến với mình đó, là mình sẽ hốt quản liền, mình sẽ hốt quản đường liền đó. Đó, còn nếu mà quý vị mà tu tập niệm về sự chết, thì khi mà cái chuyện đó nó đến với quý vị đó, quý vị sẽ không có sợ, lúc đó tâm tư mình đâu có quản hốt. Thành ra đó, quý vị thấy không, chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật Gautama mới dạy cho chúng ta niệm chết thôi. Còn những cái giáo pháp khác đó là quý vị thấy rằng là coi như là tăng bốc chúng ta không à, mà cái sự chết nó thật sự là nó sẽ diễn ra, cái sự chết là nó sẽ chắc chắn là nó sẽ đến với mình. Đó, thành ra chúng ta tu tập, chúng ta phải biết cái dòng thập nhị nhân duyên này, cái giáo lý thập nhị nhân duyên này, nó sẽ xé từng mảnh, nó xé cái tà kiến, cái đoạn kiến, nó xé từng mảnh. Nó, quý vị thấy rằng không có một cái gì mà nó trường cũ, nó thường hằng, hoặc là không có một cái đấng thượng đế nào mà sắp đặt ra chúng ta như vậy hết. Đó, do cái khi mà chúng ta hiểu được cái điều này á, là do đâu quý vị? Do tâm của chúng ta thấy rõ, tâm của chúng ta thấy rõ. Đó, bây giờ chúng ta hỏi á, mình chưa có chứng đắc được, cái tuệ quán mình chưa có phát sanh lên. Đó, cái tuệ quán mình chưa phát sanh lên, nhưng mà hỏi bây giờ đó, khi mà quý vị học rồi đó, quý vị có thấy cái chỗ nào là cái đấng thượng đế tạo ra mình không? Chỗ nào là đấng thượng đế tạo ra mình không? Không có quý vị, không có một cái chỗ nào mà nói về đấng thượng đế tạo ra mình hết. Mà chúng ta cái điều này không phải là chúng ta tin, mà do chúng ta học cái thập nhị nhân duyên này chúng ta thấy được, chúng ta hiểu được cái điều này.
là do cái kiến thức của chúng ta mà chúng ta hiểu được. Nó bây giờ á, mà nói rằng á, là một cái quý vị mà sau này quý vị gặp một cái người khác, một cái người khác người ta đưa ra, người ta đưa ra những cái quan niệm hoặc là những cái giáo lý của người ta, quý vị nghe quý vị sẽ không tin. Quý vị nghe quý vị sẽ không tin, tại vì quý vị biết được là do vô minh và hành, là những cái điều ở trong quá khứ mà chúng ta, những cái nghiệp ở trong quá khứ nó tạo ra cái thân xác của chúng ta bây giờ, cái thân tâm của chúng ta bây giờ nè đó. Rồi những cái cảm thọ mà chúng ta gặt hái được là do nghiệp của chúng ta đã tạo, hoặc là do những cái hành động ngay trong hiện tại này của chúng ta đã tạo đó. Rồi hỏi chúng ta đó là hết cái kiếp này đó còn cái kiếp khác nữa không? Còn. Chấm dứt cái đời sống này đó, là còn đời sống khác nữa không? Còn. Đó, hỏi còn cái đời sống khác đó là mình đi theo cái đời sống nào? Đi theo cái nghiệp hữu và cái sanh hữu. Cũng như chúng tôi nói kỳ đó, mà chúng tôi nói cho mà cái cô đó nó, khi mà cổ bị một cái người ta chất vấn là coi như là hỏi cổ là cổ có biết là sau khi cổ chết cổ sẽ đi về đâu không? Cổ nói cái chuyện đó nó dễ ợt, cái chuyện đó nó dễ ợt, thì người ta nói dễ ợt thì cổ trả lời đi. Cổ nói thì sau khi mà chấm dứt cái hơi thở này rồi, chấm dứt cái mạng sống này rồi, một là sanh xuống địa ngục, hai là sanh xuống làm ngạ quỷ, ba là sanh làm loài bàn xanh, bốn là sanh làm Atula, năm là sanh lại làm người, sáu sanh lên cõi trời. Đó, đối với chúng sanh phàm phu chưa có chứng đắc A-la-hán, chưa có chứng đắc A-la-hán thì sau khi chết sẽ có mặt ở trong sáu cái cảnh giới đó, một trong sáu cảnh giới đó. Đó, thì quý vị thấy rằng là chúng ta học về cái giáo lý này, chúng ta biết không phải là hết cái đời sống này là hết đâu. Đó, thành ra cho dù mà quý vị có nghe mà nhạc của Trịnh Công Sơn Trở Về Cát Bụi, quý vị có nghe 100 lần nữa thì quý vị cũng không tin nữa. Quý vị cũng không tin nữa. Đó, còn nếu mà quý vị mà không học giáo lý là coi như là mình cứ nghĩ là mình Trở Về Cát Bụi không à. Không có đâu, không có Trở Về Cát Bụi đâu. Là coi như là tự không phải, không có Trở Về Cát đâu. Nếu mà Trở Về Cát Bụi đó là mình không có tu đâu. Nếu mà sau khi mà mình chết rồi đó, mà mình coi như là Trở Về Cát Bụi đó, thì giờ mình tu làm chi? Mình tu làm chi quý vị? À, lúc đó là coi như là nó tiêu tan, hồn bay phách tán hết rồi, nó tiêu tan hết rồi, cái gì nó trả về cho cái đó rồi, vậy thì sao quý vị? Vậy thì tu làm chi? Giờ coi mình có nhiều tiền ăn mình chơi cho đã đi, phải không? Nó thành ra không có, không có cái chuyện đó. Đời sống này, sau khi đời sống này chấm dứt thì nó sẽ có một đời sống mới, mà một cái đời sống mới đó là do đâu? Do cái nghiệp của mình nó tạo. Mình mà có cái những cái nghiệp thiện thì nó có cái đời sống nó tốt, mình có những cái nghiệp bất thiện thì cái đời sống nó xấu. Cái sanh chủng, cái chỗ mà chúng ta sanh ra nó không có được như ý nguyện của chúng ta. Đó, thành ra đó chúng ta phải nên nhớ rằng là những cái pháp vô minh và hành là cái pháp ở đời trước, gọi là cái pháp đó là cái pháp quá khứ. Đó, còn đối với cái thức danh sắc lục nhập từ đó là nó thuộc về cái pháp hiện tại này. Còn đối với cái pháp vị lai á, cái thời vị lai đó là có nghĩa là sanh lão tử đó. Đó, chúng ta chỉ cần nhớ chúng ta chỉ cần nhớ cái điều đó thôi. Đó, thì thời vị lai sanh lão tử đó, thành ra chúng ta chỉ cần nhớ những cái điều này thôi đó, để mà chúng ta
phân tích ra. Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần kế tiếp. Phần kế tiếp á, là 12 chi ở trong cái giáo lý duyên sinh này. Chi phần á, thường thường chi á, là cái chữ, cái tiếng Pali đọc là Angga. Angga, Angga thì dịch là chi, dịch là chi có nghĩa là để mà gọi cái gọi thành cái cấu trúc đó, cái chi phần đó. Thí dụ như là Anguttara, Anguttara là tăng chi kinh đó, là tăng chi bộ, tăng chi đó, tăng chi đó. Vậy thì cái Angga này đó, Angga này là chi. Dạ, Angga này, Angga này là chi ha. Chi này á, trong cái phần thập nhị nhân duyên này á, thì là để gọi các cái pháp mà nó là cái cấu trúc của bánh xe duyên sinh. Bánh xe duyên sinh nó được bắt đầu từ vô minh cho đến lão tử. Vô minh cho đến lão tử đó, bắt đầu từ vô minh cho đến lão tử. Còn đối với chúng ta nên nhớ nha, cái lão tử á, thường thường á, là được nhắc đến để là cái phần chính, cái phần chính. Còn đối với ở trong cái dòng thập nhị nhân duyên này á, nó cũng có sầu bi khổ u ai, sầu bi khổ u ai rồi đó. Nhưng mà cái điều này á, nó không có được nhắc vô cái chi phần, nó không được nhắc vô cái chi phần á, là để là chi quý vị, là tại sao? Tại vì cái pháp này á, nó là cái pháp chung, nó cái pháp chung, nó không phải là cái phần chính. Hãy mà mình có, mình có sanh, có lão, có tử thì lúc đó nó có sầu bi khổ u ai. Thành ra này nó giống như là kèm theo vậy đó, kèm theo vậy đó. Cũng như giống như là mình nói là mình ăn cơm thôi, chứ không cần phải nói là mình mời người ta ăn cơm thôi, chứ không cần mời người ta ăn cơm với đồ ăn. Chúng ta mời người ta ăn cơm là chúng ta, người ta biết rồi, người ta biết rằng là mình mời người ta ăn cơm là phải có đồ ăn trong đó rồi đó. Thành ra đó, ở trong cái chi, ở trong cái chi phần đó, ở trong khi mà nhắc đến cái chi phần đó, thì chúng ta chỉ cần nói từ vô minh cho đến lão tử thôi. Còn sầu bi khổ u ai đó, thì mình không có nhắc đến. Nhưng mà mình biết có mặt, có cái thân này ở đây đó, là sẽ có sầu bi khổ u ai thôi đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng đó, đối ngay cả đối với những cái vị mà chư thiên cũng vậy, chư thiên cõi dục hay là cõi phạm thiên đó, thì cũng phải chịu, cũng phải có những cái sự bức xúc từ cái tâm lý thô thiển này đó. Thành ra đó, ở đây chúng tôi muốn nói rằng là từ cái chúng sanh mà cao, từ cái những cái chúng sanh mà gọi là thượng phẩm đó, cho đến mà cái chúng sanh mà gọi là hạ đẳng luôn đó, hạ đẳng luôn, thì quý vị thấy rằng họ vẫn còn nằm ở trong cái vòng sanh tử luân hồi này. Mà hãy mà nằm ở trong cái dòng sanh tử luân hồi, ở trong cái thế giới duyên sinh này đó, thì sao quý vị? Thì nó đều bị lão tử, nó đều bị lão tử, nó đều bị khổ u ai hết. Đó là những cái sự mà phải nói là nó giống như là cố định vậy đó, cố định. Thành ra đó, những cái chi phần này đó, chúng ta học đó, những cái chi phần này được lặp lại một lần nữa để chi, để cho chúng ta thấy, cho chúng ta thấy từ những cái chúng sanh mà cao như là phạm thiên, cho đến những cái chúng sanh mà hạ đẳng như là những cái loài thiên cầm, thì đều nằm ở trong đâu quý vị? Đều nằm ở trong từ vô minh cho đến lão tử, đều nằm ở trong vô minh cho đến lão tử hết, không thoát khỏi. Cũng như là giống như là
không có chạy qua khỏi bàn tay của Đức Phật, không có chạy qua khỏi được. Nó cái giáo lý mà nhiên sinh này đó, quý vị thấy rằng là coi như là từ những cái vị mà những cái vị mà ở trên cõi Phạm Thiên hoặc là ở trên cõi dục giới sắc giới dựng vậy đó, cho đến những cái chúng sanh ở cõi khổ thì cũng đều nằm ở trong đâu quý vị, cũng nằm ở trong gọi là, phải nói là bây giờ chúng ta phải gọi là cái thế giới duyên sinh. Cái thế giới duyên sinh này nó không có thoát khỏi được, không có chạy ở đâu mà thoát khỏi đó. Đó thành ra đó, cái kết quả nó thành tựu, nó thành tựu từ cái phần này cho đến cái phần kia, từ vô minh cho đến duyên hành, duyên thức, danh sắc, lục nhập, rồi xúc thọ đồ này kia. Đó thì coi như là những cái chúng sanh cao cấp hạ đẳng gì cũng vậy, cũng đều phải kết tụ vô một chỗ hết, kết tụ vô một chỗ hết. Thành ra đó, nó thành ra chúng ta thấy rằng là chỉ có khi nào mà chúng ta đoạn tận được vô minh, chúng ta phá được những cái mắt xích này thì coi như là chúng ta mới thoát khỏi thôi, chứ ngoài ra là chúng ta không có thoát khỏi được. Nó chúng tôi nghĩ thật sự ra đó, khi mà quý vị mà tụng đọc á, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc á, danh sắc duyên lục nhập á, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu á, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, sầu bi khổ u ai đó, thật sự ra đó quý vị cứ đọc, quý vị cứ đọc, rồi mình ngồi mình nghiêm ngẫm. Mình ngồi mình nghiêm ngẫm cái chỗ nào á mà mình không hiểu đó, thì mình sẽ đi tìm hiểu. Mình không hiểu thì mình sẽ đi tìm hiểu, tìm hiểu bằng cách mở sách ra coi lại, hoặc là tìm hiểu bằng cách là mình hỏi, mình hỏi cái vị nào mà người ta biết về những cái điều này, để chỉ vì để mà mình làm cho cái tâm của mình nó được sáng tỏ, cái tâm của mình nó không có bị những cái sự mà dính mắc, hoặc là những cái sự mà chấp thủ, hoặc là rơi vào những cái đoạn kiến, những cái định kiến đó, thì chúng ta phải tìm. Mà thật sự ra đó, khi mà chúng ta không hiểu đó, thì chúng ta ngồi mà chúng ta cứ ngồi mà chúng ta dò lại cái dòng thập nhị nhân duyên này đó, cái giáo lý duyên sinh này đó, thì chúng ta cảm thấy nó hơi chán, nó hơi chán. Nhưng mà thật, nếu mà chúng ta mà biết được, chúng ta mà biết được, chúng ta hiểu mà hiểu sơ sơ thôi, chúng ta mà hiểu sơ sơ thôi, vô minh, do có vô minh, rồi nó mới có những cái hành động, hành động này tạm gọi là hành động của thân, của khẩu, của ý đi. Đó, rồi do vô minh nó che án, rồi chúng ta mới có những cái hành động. Thành ra đó, nó mới có thức, thức là những cái gì? Tức là những cái những cái tâm mà đi đầu thai đó, những cái thức mà đi tái sanh đó. Đó vậy thì bây giờ chúng tôi thí dụ cho quý vị, chúng tôi thí dụ cho quý vị tí xíu, nó dễ lắm. Thức này là như thế nào đó, mà hành mà duyên cho thức là như thế nào đó, có nghĩa là khi mà chúng ta lúc mà một ai đó cận tử nghiệp đến, là coi như là cũng như là người ta gần chết nhớ gì đó, gần chết, gần chết, thì người ta nhớ lại một cái hành động nào đó, một cái hành động nào đó của người ta đã làm ở trong từ trước đến giờ đó. Thì từ trước tới giờ nè quý vị có nhiều hành động lắm nè, hành động của thân, của khẩu, của ý nè, rồi những cái hành động đó được kể ra cụ thể, thí dụ như là mình cúng dường gạo đến chùa nè, mình dâng y đến chùa nè, rồi mình cãi lộn với bạn bè nè, rồi mình chửi mắng người ta nè, nói chung là nó một đống luôn, nó một đống luôn đó quý vị. Hành mà duyên cho thức đó, là có nghĩa là lúc đó cái hành động mà một cái hành động nào đó, một cái hành động nào đó mà nó đã diễn ra ở trong đời mình rồi, nó đã diễn ra ở trong đời của mình rồi. Nói cụ thể những cái hành động đó là trong cái sự cúng dường cũng có rồi, trong cái sự mà mình làm những cái nghiệp bất thiện cũng có đó,
Ví dụ như có người thì giết muỗi, giết sâu, giết kiến, giết cá, giết côn trùng, rồi có người thì coi như là bố thí lại Phật, tụng niệm hàng ngày, vân vân. Đó, thì quý vị thấy rằng á, một đống luôn, quý vị có một đống hành luôn, một đống hành động đó nha, chứ không phải đống hành tưởng hành lá, hành ngò, không phải nha. Quý vị có một đống không thể kể xiết, không thể kể xiết quý vị. Đó, những cái hành động mình đã diễn ra rồi, đó là bây giờ không thể kể xiết luôn. Đó, thì cái lúc đó đó, quý vị sẽ nhớ đến một cái hành động nào đó. Quý vị sẽ nhớ đến một cái hành động nào đó. Rồi cái lúc đó đó, cái hành động đó, đó mình nhớ lại đó, thì nó thuộc về cái hành động tốt, và thì nó làm cho tâm thiện của mình nó phát sanh. Cái tâm thiện của mình nó phát sanh đó, thì cái tâm thiện của mình nó phát sanh đó, thì lúc đó nó cho mình cái gì? Cái quả thiện. Tâm thiện mình nó phát sanh thì lúc đó nó cho mình cái quả thiện, thì cái quả thiện đó gọi là cái quả thức đi tái sanh đó. Đó, cái quả thức đi tái sanh đó. Cái quả thức đi tái sanh là như vậy đó. Thành ra đó là do mình nhớ được, mình nhớ được cái hành động nào đó của mình. Rồi lúc đó nó cho mình cái hành động đó, nó cho mình cái tâm thiện, nó phát sanh lên cái sự hoan hỷ hay là không hoan hỷ. Thành ra lúc đó nó mới cho mình cái tâm quả để mình đi tái sanh. Đó là quả thức để đi tái sanh đó. Đó, thì ở trong đời sống trước mình cũng đã diễn ra vậy rồi. Và bây giờ ở trong cái đời sống này, chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ đi đến đó. Đó, không biết chúng tôi nói về quý vị hiểu không? Đó, thành ra đó, cái dòng mà cái giáo lý thập nhị duyên sinh này đó, mình học tới đây là coi như là mình cũng hiểu được nó chút chút rồi quý vị. Mình cũng hiểu được chút chút rồi. Thành ra chúng tôi mong rằng là hàng ngày đó quý vị phải nhớ, quý vị phải nhớ ít dù ít dù nhiều, ở trong cái cuộc đời này tôi cũng đã từng cúng dường cái chùa đó, tôi cũng đã từng cúng dường cho cái sư đó đó, tôi cũng đã từng tạo phước cái chỗ đó đó. Thì những cái điều này quý vị phải nhớ, chúng ta phải nhớ. Dù cho bây giờ cái chúng ta nhớ á, là để chỉ vị, để cho cái tâm thiện của chúng ta phát sanh lên. Đó, bây giờ quý vị làm phước mà quý vị không nhớ cái gì hết, trời ơi, quý vị không nhớ gì hết rồi sao mà lúc đó mà cái hành mà nó duyên cho thức mà nó thuộc về thiện được quý vị. Đó, giờ quý vị tạo phước mà quý vị không chịu nhớ, mà cái chuyện mà giận hờn, mà cái chuyện mà giận hờn, cái chuyện mà ghét ai rồi đó, thì mình nhớ chi, mình nhớ hoài vậy? Mình nhớ cái người đó làm chi, mình nhớ hoài vậy? Đó, thành ra đó, những cái gì mà quý vị đã tạo rồi, quý vị phải nhớ. Mình phải, bởi vì chúng tôi muốn nói ở trong đời mình, nói vậy chứ ít nhất mình cũng tạo một cái thiện pháp gì đó, nó gây nên một cái sự ấn tượng, gây nên một cái sự ấn tượng. Ví dụ như là mình cúng dường một cái tượng Phật nào cho chùa, hoặc là thí dụ như là khi cái vị sư đó ra hạ, sau 3 tháng mùa mưa an cư kiết hạ rồi, quý vị cầm bộ y, quý vị dân cúng dường cái vị đó. Đó, nói chung là, hoặc là ở trong cái ngôi chùa đó, nó thiếu về cái giếng nước hay là cái gì đó, nói chung là quý vị tạo một cái thiện pháp gì đó nó ấn tượng. Bây giờ mình một mình tạo không nổi, mình rủ thêm người nữa, hai người tạo không nổi, rủ thêm người nữa, ba người tạo không nổi, rủ thêm ba người nữa, rủ thêm bốn người nữa, để mà mình đó, rồi mình tạo xong miễn chi quý vị, để mình làm cái ấn tượng tốt ở trong tâm mình nhớ. Mình nhớ, dù gì á, là ở chùa đó là có 30 cây cột, là một cây cột đó là của tôi cúng á, một cây cột đó của tôi cúng á. Nó ở chùa đó có mười mấy cánh cửa, là ít nhiều gì là cái cánh cửa đó là tôi cúng á. Cái chùa đó có 4 tượng Phật, ít nhiều gì ở trong 4 tượng Phật đó cũng có tôi cúng một tượng trong đó. Để chi quý vị, để mà mình có được cái ấn tượng ở trong tâm của mình. Lúc đó mình nhớ những cái phước lớn nhỏ gì, ít nói gì nói, cái trong cái đời sống này, cái phước lớn phước nhỏ gì đó mình cũng đã có tạo rồi. Đó, thành ra đó, mình nhớ tới những cái điều đó mình quan hỷ.
Cái này nó không có ngã mạn quý vị. Nó ngã mạn là sao? Ngã mạn là chúng ta phải nên nhớ là khi nào có ngã mạn sanh lên, khi chúng ta gắn cái chữ so sánh vô, gắn cái chữ so sánh vô thì lúc đó là gọi là ngã mạn. Thí dụ như mình so sánh sao? Mà lúc trước tôi cúng cho ổng, tôi cúng cho cái chùa đó, cái chùa đó đó người ta khi mà tôi chưa kịp đến là người ta đã gọi điện người ta mời tôi đến rồi. Còn giờ mình già rồi, rồi mình hết tiền là mình không có cúng nữa. À, nó không có giống như hồi thời trước nữa, thành ra giờ không ai ngó tới mình. Đó thì cái đó đó mới là ngã mạn quý vị. Có nghĩa là mình so sánh, so sánh trước đây và hiện tại, à, hiện tại này. Đó thì những cái đó là mình có cái sự mà ngã mạn. Nó là hơn ý bằng rồi, hoặc là thua ý hơn thua ý bằng. Đó có nghĩa là bây giờ mình thua nè, bây giờ mình thua, mình già nè, mình hết tài sản nè đó rồi á, bây giờ á, người ta không có còn ngó đến mình đâu nữa này kia đó, thành ra lúc đó là mình so sánh, là mình nghĩ rằng là bây giờ là mình bị thua rồi, là mình thua như cái thời gian trước rồi đó, thì cái điều đó đó là mình bị ngã mạn. Còn mình nhớ đến những cái hành động thiện á, là nó tốt, mà mình nhớ đến để chi? Tâm của mình hoan hỷ, tâm của mình càng ngày càng hoan hỷ. Quý vị biết rằng á, mình làm phước á, lớn á, là do đâu quý vị? Quý vị làm phước, ví dụ như quý vị cúng dường cho chúng tôi nè, quý vị cúng dường, quý vị mà làm phước cho chúng tôi nè, thì cái chuyện mà phước lớn á, là do cái tâm của quý vị. À, cái tâm của quý vị làm theo cái lời của Đức Phật dạy, tạo phước, à, tạo phước để cho ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này mình nương nhờ, à, để mà mình tiến tu, chứ không phải là mình xét cái ông đó vậy, không phải. À, cái phước quý vị lớn á, là do cái tâm của quý vị hoan hỷ, à, cái tâm tôi hoan hỷ, à, dù ít nhiều gì tôi mà có qua thế giới bên kia, tôi có bất cứ ở cảnh giới tái sanh nào đó, cái phước này là tôi đem theo. Đó thành ra mình có cái tâm mình hoan hỷ, chứ không phải là mình xét về cái đối tượng đó. Đó thành ra đó, khi mà quý vị đã làm phước rồi, đó rồi lúc mà quý vị về, quý vị nằm lại mà quý vị suy nghĩ đó, thì cái phước của mình nó càng ngày nó càng lớn nữa. À, cái càng ngày càng lớn. Còn không thôi quý vị nghĩ ngược lại đi. À, quý vị coi quý vị ghét ai đi, rồi quý vị về quý vị cứ nằm suy nghĩ đến cái mặt cha nó thấy ghét lắm, cái mặt nó ghét nhẹm, quý vị ngồi quý vị nằm mà quý vị cứ để trong tâm quý vị vậy đi, quý vị sáng ra là quý vị nhìn cái mặt quý vị là biết liền à, nó xanh lè à, nó xanh lè, nó phiền não, à, nó phiền não nó gì đâu không á. Nó thành ra đó, mình nghĩ đến phước báo, à, mình nghĩ đến phước báo nhiều thì coi như là tự nhiên cái tâm mình nó hoan hỷ. Còn mà mình nghĩ đến cái mặt của ai đó mà nhìn thấy ghét, cái mặt này là mình ghét lắm nè, đó thì là coi như là quý vị khổ hoài. Đó, còn mình nghĩ đến hoan hỷ với phước báo, thành ra là coi như là ngay trong hiện tại của mình đó, là nó được sắc pháp mình nó được tươi, là nó được tươi tốt. Và nếu mà đến cái lúc mà cận tử đó, thì mình đã có cái nền tảng rồi. Lúc đó mà chỉ cần mà hướng tâm đến cái là mình có cái sự hoan hỷ. Quý vị biết ngay cả bản thân của chúng tôi, bản thân của chúng tôi không phải là làm bất thiện pháp, mà có nghĩa là nhiều cái công việc quá đó, nhiều khi mình quên đi quý vị. Mình quên. Thành ra lúc mà chúng tôi nhớ lại, đi qua ăn cơm chúng tôi nhớ lại, ít nhiều gì chúng tôi cũng có cái sự mà gắng sức vào ở trong một cái ngôi chùa. Bước qua ăn cơm là chúng tôi nhớ là cái trai đường này nè, cái chỗ mà chư tăng ngồi ăn cơm này thì mình cũng đã góp phần mình tạo nên ở trong đó, mình đã góp phần mình tạo nên xây dựng ở trong đó. Thành ra bây giờ mà chư tăng mà được ngồi ăn trong một cái sự mà bảo vệ an toàn và mát mẻ, thì phải nói rằng chúng tôi nghĩ là cũng 80% công đức của chúng tôi trong đó. À, quý vị biết hồi trước á, cái chỗ mà chùa chư tăng ở chùa ăn cơm á, quý vị biết nó đơn sơ lắm, xe nó chạy ngang qua chạy ngang lại,
rồi mấy ông ăn nhậu á, quý vị biết không, là coi như là mấy sư á, mà đang ngồi á, mà ăn cơm á, mấy ông ào vô, mấy ông mà uống rượu say quý vị, mấy ông ào vô, mấy ông bưng cái dĩa đồ ăn của mấy ông sư đang ngồi ăn luôn á, nhớ quý vị. Rồi quý vị biết á, lúc đó đó có chúng tôi đó, thì chúng tôi ẩm cái ông đó, chúng tôi dục quý vị với cái tướng của chúng tôi vậy á, mà chúng tôi gặp mấy ông say rượu á, chúng tôi ẩm một cái, chúng tôi ẩm một cái là tự trong trong chỗ chư tăng đang ăn cơm, tôi chạy, chúng tôi chạy ra ngoài là coi như là gần tới cái bờ sông rồi đó, là chúng tôi định thả ổng xuống sông rồi đó, nhưng mà tại lúc đó còn hòa thượng kêu sẽ tính, kêu là thôi thôi được rồi đó. Đó thì lúc mà có chúng tôi ở chùa đó, thì quý vị biết là coi như là thì mình còn can thiệp được, mình còn can thiệp được. Còn những lúc mà chúng tôi không có chùa, quý vị biết á, mấy ông say rượu á, ông cứ đứng đó mà lè nhè viết, hỏi sao quý vị ăn, sao quý vị ăn cơm được. Thành ra sau đó, từ đó trở đi á, chúng tôi xin, chúng tôi xin mà sư phụ chúng ta sẽ xây một cái trai đường, nó rộng mà nó an toàn đàng hoàng, có cửa nẻo đàng hoàng, không, không phải ai muốn đứng nhìn vô là nhìn. Thì sư phụ của chúng tôi đồng ý, sư phụ của chúng tôi đồng ý. Lúc đó chúng tôi có được một chút đỉnh tiền, chúng tôi mới nói rằng chúng tôi sẽ lấy cái tiền này ra để mà xây. Thành ra các vị Phật tử hùng vô để cho chúng tôi xây cho nó kịp thờ, còn mà không hùng vô tôi lấy tiền này tôi xài hết, tôi xài hết rồi khỏi xây. Thì thật sự ra thì lúc đó quý vị biết người ta cũng hùng vô, người ta hùng vô để xây dựng. Thành ra đó, mỗi lần á, mà chúng tôi đi đến cái chỗ ăn cơm á, đi đến cây đường á, là chúng tôi nhớ rằng là ít nhiều gì chúng tôi có cái công đức xây dựng á, ở trong đó. Mà cái công đức đó nó kèm theo là chúng tôi muốn các vị sư mà ngồi ăn ở trong đây được an toàn, không có những cái thành phần này thành phần kia mà nó chạy vô, mà nó bưng đồ giống như là giật cô hồn vậy, quý vị, giật đồ của mình vậy đó. Nó thành ra là quý vị biết rằng là chúng tôi bước qua là chúng tôi cảm thấy, chúng tôi nhớ về những cái điều đó. Đó thì ở đây chúng tôi nói với quý vị á, để chỉ vì chính bản thân của chúng tôi nhiều khi chúng tôi còn quên nữa, nhưng mà do gặp lại cái cảnh, do gặp lại cái cảnh đó, thành ra chúng tôi nghĩ cái điều đó mình đã có góp phần ở trong đó. Đó thì cũng như quý vị cũng vậy, ở từ bây giờ trở đi quý vị cứ ráng canh canh coi một cái gì đó theo cái khả năng của mình. Ví dụ như cái chùa của người ta đó mà người ta mới xây xong, bây giờ mình đó là coi như là mình không có tiền, phải không, mình không có tiền để mình cúng cái chùa, phải không, rồi cúng cái tấm thảm, ai bước vô cái chùa này là phải bước qua cái tấm thảm của mình, đó là quý vị cũng tạo một cái công đức mà nó có một cái, nó có một cái công đức mà nó có một cái ấn tượng quý vị. Đó là do ăn thua là mình suy nghĩ, do mình suy tư ở trong thiện pháp. Bây giờ người ta có tiền người ta cúng cái chùa, quý vị không có đủ tiền quý vị cúng chùa, quý vị cúng cái tấm thảm trước khi mà bước vô chùa. Trước khi bước vô chùa là phải bước qua cái tấm thảm của quý vị thôi. Đó thành ra đó, mình cũng nguyện giống như là tôi cúng cái chùa vậy đó. Đó để chạy trễ đi xíu đi, 11:40. Nhà đó thành ra đó, đúng rồi đó, quý vị phải tìm một cái gì đó nó ấn tượng để mà quý vị cúng, để mà tâm của mình là nó hoan hỷ. Thành ra lúc đó mà vô minh nhiên hành, hành nó duyên thức, duyên những cái hành động mình nó duyên cho cái thức là tái sanh. Đó thì lúc đó mình mới có ấn tượng được quý vị. Quý vị làm mà quý vị mà cái tâm mà giống như mình đang ngủ mà ai xin tiền mình á, gần nhiêu nhiêu đó hả, nhiêu đó lấy đi đó, thì quý vị đó, quý vị làm mà với cái tâm đó như vậy là coi như là thua. Lúc đó mình khó nhớ, mình khó nhớ được cái thiện nghiệp của mình. Đó thành ra chúng tôi muốn giảng tổng lược cái giáo lý duyên sinh này đó, để chi quý vị, để cho chúng ta sẽ nhồi đi nặng lại 12 cái chi phần này, từ vô minh cho đến lão tử, nhồi đi nhồi lại cho quý vị, để mà quý vị nhìn. Đó thành ra chúng tôi
cố gắng chúng tôi giảng từ từ, mong quý vị thông cảm ha. Bây giờ thì bài giảng hôm nay đến đây cũng vừa đủ thời gian rồi. Chúng tôi xin được kết thúc với cái phần phước này, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng và các vị tu nữ cùng các vị Phật tử, mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên, người trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích Chư Thiên Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị Long Vương, Càn Thất Bà, Ngã Quỷ, Atula, những chúng sanh Dạ So, những chúng sanh Phước Mặt Phước Mài, chư thiên chúa Diêm Vương, chư vị thầy tổ đã quá giảng nhiều đời nhiều kiếp hoặc trong hiện tại này, mong quý ngài quý vị hưởng được cái phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thà Giá. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Tính đã cho chúng con bài học ngày hôm nay về 12 duyên khởi ạ. Dạ, con kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, con không biết là đạo tràng có câu hỏi không ạ? Dạ, con nghĩ chắc có thể là một câu hả sư hả? Dạ, con thấy thời gian cũng, con không biết là đạo tràng có câu hỏi không ạ? Dạ, con thấy là chắc không có câu hỏi. Dạ, nếu không có câu hỏi thì con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Pháp Trang chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp ạ. Dạ, con kính dâng mít lại cho sư. Không biết sư Pháp Trang có trước máy không ạ? Dạ, sa thú, con kính dâng mít lại cho sư ạ. Dạ, con kính tri ân sư Pháp Tính rất là nhiều ạ. Nam mô Bụt Thà Giá. Chúng con xin thay mặt ông tọa thành tâm đại đức Pháp Tính để phúc chúc đến toàn thể đạo tràng cho Phật tử. Nam mô Bụt Thà Giá. Tô Bà Tu Sa Pa Mang Ca Lang Ga Can Tô Sa Ba Đề Va Ta Sa Pa Po Tham Nô Pa Vê Na Cha Đa Sa Tê Pa Văn Tô Tê Pa Va Tu Sa Pa Mang Ca Lang Ga Can Tô Sa Ba Đề Va Ta Sa Pa Tham Mang Nô Pa Vê Na Cha Đa Sa Tê Pa Văn Tô Tê Pa Va Tu Sa Pa Mang Ca Lang Ga Can Tô Sa Ba Đề Va Ta Sa Pa Sang Kham Nô Pa Vê Na Cha Đa Sa Tê Pa Văn Tô Tê tất cả phước bao hàng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ vai đức của chư Phật, do nhờ vai đức của giáo pháp, do nhờ vai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn được an vui cho mình và những người trong gia viên cả thảy, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thụ, sa thụ lành thai. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Trang đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be ka re po thi ka re ta hin ta hin. Ta tham ma da ne na pha wan tu pu chi ta so tinh ka rong te ta vi ha ra man da le. Thế ra cha mắt cha na wa ka cha phít ka wo sa ra mi ka da na ba ti u pa sa ka. Ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pha quan tu te. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta a tha wo pa pa ti ka. Ni ya ni kam tham ma wa rang pa tit cha te sap be bi duk kha sa ka ron tu sang kha yang. Tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha cha
cha bút ga la sang khô hô tu sa mắc go wa at ta cha hi ta cha cha âm hê rắc khá ta tu sâm âm hê rắc khá tu sắc thầm mô sắp bê bi thầm ma cha ri nô vô thịnh sâm ba bu đề ya ma thầm ma ri yap ba vê đi tê. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cô tu nữ Diệu Huệ, cầu mong cô được tái sanh vào nơi nhàn cảnh, được tái sanh vào cõi người, cõi trời, và gặp được chánh pháp. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày bị lai. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Tính đã từ bi hoan hỷ đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Và kính cảm ơn sư kính tri ân sư Thanh Tâm, sư Pháp Trang. Dạ, và con kính cảm ơn toàn thể đạo tràng đã đến với lớp học và tham dự bài pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính mời đạo tràng trở lại Zoom vào ngày mai vào lúc 9 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn, tức là 9 giờ sáng giờ Việt Nam. Và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục học giờ của thầy Kinh về duyên. Dạ, con kính mời đạo tràng cùng tham gia ạ. Và một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân quý sư, quý cô chú đạo hữu. Con kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con kính tạm biệt đạo tràng. Dạ con xin xuống mic ạ.